tất cả các cô, các bác, các chú đã theo dõi livestream Xin Mời Hoàng Kia nhà con nha. Rồi, hôm nay thì tiếp tục đồng hành với tất cả anh chị em buổi chiều ngày hôm nay là cháu Minh Huệ và em Hoàng Dung là giới thiệu những cái dòng sản phẩm hiện tại đang có mặt bên xe máy Hoàng Kiên. Anh chị em nào đang có nhu cầu tìm mua những dòng xe gì, mọi người có comment ở đây để hai cô cháu em cùng lên mọi người nhá. Vâng, anh em nào muốn những chiếc xe 82 sơ zin máy zin, cháu em một xíu em sẽ lên cho anh em. Những chiếc xe Nguyên Nới ạ. Vâng ạ, em sẵn em nhá. Rồi, những chiếc trên này nhà AB con vẫn sẽ phục vụ cho các bác những dòng AB đời 2017 giúp con nha. Ngay phía đằng sau này một em Vespa màu đỏ siêu chói lọi luôn, đời 2011 giúp con. Chút nữa nhà con sẽ lên chi tiết cho các bác. Phần dưới đây những bản lít thời đầu của các bác đây ạ. Rồi, những chiếc vâng 135 dành cho anh em nào đang có nhu cầu. Oh, sorry mon 50cc dành cho sinh viên không cần bằng. Tính đèn tên X dài 135, nó giống một chiếc X dài 135 SH nhập khẩu nha anh em nhé. Một chiếc Ducati Mini, những chiếc SH bên em nhập khẩu có này, SH Việt có này, 150 có, 125 có, anh 160 có. Rồi anh em nhu cầu những dòng xe gì thì mọi người có thể comment để chào nhau ở đây đúng không ạ? Dạ vâng, con chào tất cả các cô, các bác, các chú đã theo dõi livestream nhà con đây ạ. Các bác có nhu cầu xem bất kỳ những dòng xe gì này có thể để lại comment giúp cô cháu nhà con nha. Comment tên xe, đời xe hoặc là giá tiền các bác muốn mua giúp con với ạ. Rồi, những chiếc xe buổi chiều ngày hôm nay đặc biệt anh em nhá. 82 vừa mới về tại dòng hơi 90. Son zin máy zin cho em bạn đời 199. Cái anh em cho Caramel xin một vòng. Đấy, hiện tại anh em có trên này mọi người có thể comment ở đây. SH Nam bên em. Anh em nhá, đi từ từ thôi để chị chỉ chi tiết. Ra máy vẫn còn nguyên zin nha anh em nhá. Đây, ra máy còn nguyên zin này, anh em đời cốp nổi, đời 1996 cốp. Hộp xích anh em nhìn hộp xích này, zin hết mọi người nhá, đầy zin hết. Vành bánh tam nan hộ em. Đấy. Rồi, anh em nhìn những cái nắp sinh nhan. Đây. Lên biển 5 số, một đời của nó là đời 1996, anh em nhìn hộ em cái Mayer này. Đấy, bộ Mayer tam nan nhá. Hụt này, gót hụt này. Anh em nhìn đẹp không? Đời sơn zin máy zin cho em. Đấy anh em. Căng nha anh em nhá, đẹp nhá. Giá trị tầm tiền mà anh em đang tìm mua một chiếc 82 xe sấp chất lượng. Sơn zin máy bỏ đi. Đảm bảo anh em là máy còn nguyên zin. Đấy. Rồi. Anh em nhìn thấy ok không? Anh em nhìn nó đầu bò mốc xì. Thiếu anh em ạ. Từ từ quay gần đầu bò cho anh em nhìn. Máy zin anh em ạ. Anh em nhìn máy này. Úi trời ơi. Đấy, gioăng này, gioăng xanh này. Đấy, anh em nhìn rõ không ạ? Đấy, rồi. Rất là yêu nha anh em này. Đây, có thụt này, rất là đẹp luôn nha anh em nhé. Đấy, tam nan. Vành vẫn còn nguyên zin của đời 1996 đây anh em ạ. Mặt bên kia đúng không? Mặt bên kia đúng không? Đấy, chờ em một xíu để em kiểm tra đây. Đây. Ui, cái này nó bị. Đây. Đây. Đời 1996 đấy, chị nhìn rồi đấy. Kiểm tra chị luôn. Vâng ạ. Hỏi đấy anh em nhìn thấy không ạ? Đây. 1996 luôn đây anh em này. Đấy. Trời. Anh em nhìn Mayer này. Khót thụt. Vâng ạ, biển số kính em nó là đây ạ. Đấy. Đôi sinh nhan vẫn còn nguyên zin. Em Caramel quay lúc mặt trước cho mình cái. Hiện tại là Caramel một mình bốn máy anh em nhá. Anh em nhìn chiếc. Em nổ cho anh em nghe luôn. Sơn zin, máy zin. Đấy. Rồi, anh em nào quan tâm một chiếc máy gì? Đây nữa. Úi giời. Rồi, bao phê cho anh em. Đấy. Anh em nhìn. Cái mặt trước thì đến kiểm tra. Trước thì có sơn không? Không. Cái này có bị gì? Mặt đẹp nhờ? Đây anh em. Thất còn nguyên zin này. Zin. Anh em nghe tiếng máy của em. Ui trời ơi, sao nó lại chất. Em này là biển số là 29T141860 con nha các bác ơi. 82 đây ạ. Rồi anh em, 82 đời 1996. Biển đã lên 5 số, không quan trọng biển anh em. Anh em quan trọng cho em cái chất máy đời 1996 hơi 90. Em bán ra với giá máy nguyên anh em nhá. Nãy là anh em báo ra 31 năm. Nhưng thôi,
em vẫn phải cân đối làm nào để nó hợp tình hợp lý tốt nhất có thể cho anh em. Bán ra với giá 30.500.000, anh em nào quan tâm không? Đảm bảo anh em là sơn zin máy zin anh em nhá. Máy còn rin anh em nghe tiếng máy. Cam kết. Lần nữa cho anh em nhìn cái đầu bò bên này. Đây. Đầu bò bên này anh em nhìn. Em đây đây quay được. Nào em nhìn hộ em đầu bò siêu đẹp không? Mốc xì đúng không? Siêu đẹp đúng không? Rong này, rong xanh vẫn còn này. Đấy rong vẫn còn anh em nhé. 30.500.000 này có anh em nào quan tâm một chiếc 890 không ạ? Đầm 996. Đấy. Hot nhà em. Nhà chào bán ra là 30.500.000 cho các bác nha. Biển số 29T1 này 41860. Bác nào ưa thích có thể để lại có thể liên hệ luôn số hotline nhà cháu đang live stream trực tiếp. Nóng thật. 30.500.000. Đây anh em nhé, hơi 90 đây. Chiếc 90. Khu cấu sắc cúc. Cấu khu sắc cúc, cúc 90, cúc tông 90. Đấy anh em nghe tiếng máy này, đồ đếp vẫn còn nguyên. Nên nguyên gì này anh em nhé, ra mà khiếp chiếp cả mẹ gọi cả con. Đấy, 30.500.000. Máy thì em đảm bảo với anh em luôn nhá. Máy đảm bảo là chất lượng máy thì nghe bọc phê. Dạ con ạ. Không một tí gì hư hái luôn anh em. Ra con này lúc trước nó phải hơn 40 triệu. Ôi em ơi, đi ra chị con này. Anh em nhá, lên một chiếc xe lít. Dòng xe gì này có thể để lại comment tên xe, đời xe hoặc giá cả xe giúp con nha. Con Cooper biển 82 hôn 90 vừa nãy nhà con bán ra là 30.500.000, biển là 29T1 đấy ạ. Các bác ưa thích có thể liên hệ số hotline giúp con luôn. Ok, anh em nghe thấy tiếng mình không ạ? Anh em nghe thấy tiếng em không? Mọi người ơi, mọi người có nghe thấy tiếng em không? Dạ vâng ạ. Tại là em đang nói là mọi người kiểm tra mic. Tại là trong thời gian mà em đang giới thiệu sản phẩm thì em cũng không hay đọc comment. Xong bắt đầu em mới đọc comment. Các bác có thấy mic ok không ạ? Ừ, mic chú ok. Chú Mạnh Tùng ơi, chú muốn xem SH5 đời bao nhiêu nhỏ để cháu với cả cô Dung tư vấn luôn nha. Về SH nhà cháu có rất là nhiều đấy ạ. SH Việt, SH nhập nhà cháu đều có luôn. Quay cái phần cho mình. Đây. Rồi anh em nghe tiếng em rõ không mọi người? Mọi người nghe tiếng rõ rõ thì mọi người bảo dạ, vâng ok em nhá, để em còn tiếp tục chương trình. Vâng. Tiếp tục chương trình những dòng sản phẩm hiện tại đang có mặt tại bên Hoàng Kiên. Bác Hân Thương hỏi nhà mình có X-Size 150 màu GP không ạ? Con gì? X-Size 150 màu GP. Có luôn, màu GP trắng xanh GP luôn. Vâng. 35 em cũng có anh em nhá. 35 cũng có, 150 em cũng có. 155 em cũng có, nhưng 155 thì em có màu xám đen, xám vàng, màu đen sần, màu đỏ đen. Dạ vâng ạ. Chú vâng. Mạnh Tùng muốn xem SH5 đời 2022. Nhiều lắm anh ạ, 2022 kia có luôn. Đấy, phải chờ em một xíu cho em lên anh em nhá. Rồi. Dạ vâng ạ. Tiếp tục chương trình đây, địa chỉ mình ở đâu? Địa chỉ của nhà con 52 phố Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội đây nha các bác ơi. Rồi, ok. Ok, một chiếc xe lít anh em nhá, dành cho anh em đi ăn đi làm. Vành gồ chân chống điện, con này như là mới làm qua. Nhà mình có tận mấy màu này hay sao đấy cô ạ? Ừ. Vành gồ chân chống điện anh em nhá. Dạ vâng. Chống điện. Ô. Oh. Đấy anh em này, đây bản tem trưởng đời 2011, 2012, 2013. Đấy, đời này là đời 2012 rồi. Tay sách bên em có được bán tỉa, hiện tại là biển số. Em nói ừ. D1 này. Nghe tiếng máy của em này. 3, 2, 8, 3, 7. Ừ. Một bên kia là mất một bên tem chuột, còn bên này còn cả đôi. Tay sách thì có bán tỉa, hiện tại sơn thì có được hữu mã một xíu anh em nhé. Vành điện được cái con này pha kính đẹp. Đấy, mắt mũi pha kính đẹp rất là đẹp. Màu vàng, màu này là gọi là màu nâu nhà chùa. Màu nâu cho các ông các bà này, các mẹ các chị mà hơi trầm tính một chút, thích đi những dòng xe mà nó hơi nó không quá nổi bật như là màu trắng hoặc là màu kem có thể này luôn nha. 837 cho em một xíu anh em nhá. 32837 cho đây, em về cốp của nó thì để rất là nhiều 2012. Đồ 2012 13.200.000 anh em nhá. 13.200.000 đời 2012. Một chiếc lít bản vành gồ chân chống điện. Đây bên em được test rất là kỹ càng cho anh em rồi. Anh em nào
cho em một chiếc te đời 2012, vành gồ chân chống điện màu nâu. Thực ra màu nâu này nhiều khi anh em tìm không có đâu. Hiện tại nhà em đang có mấy con màu nâu đây, em đang nhầm đấy ạ. Giá con này em bán ra với giá là 13.200.000 anh em nhé. Đấy, anh chị em nào quan tâm, chiếc máy rất là chất lượng. Về những dòng xe này, các bác yên tâm là chỉ cần mua về và đi luôn thôi ạ. Về mặt pha kính còn đẹp, xong luôn này. Spa bề ngoài nhà cháu đã làm, nhà cháu đã spa lại gần như là cẩn thận hết rồi. Các bác mua về và đi thôi. Spa sạch Hai Bà Trưng luôn ạ. Spa sạch sẽ, ngon lành, cành đào cho anh em rồi. Cái dòng xe này kiểm tra rất là kỹ càng cho anh em rồi, nên anh em yên tâm nhé mọi người nhé. 13.200.000 dành cho lít đời 2012 vành gỗ điện bản tem chuột cho em. Dạ vâng. Rồi em ơi, có chú Mạnh Tùng hỏi là xe chú xin CSH Nam 2022 ạ. SH Nam đời 2022 thì anh em chờ em một xíu nhá anh em đấy. Anh à, rẻ rồi anh ạ. Anh có thích không? Anh vừa mua xe bên em à, hay là anh bán? Anh bán. Đến kiểm tra luôn. Đây một em Ducati Mini luôn cho các bác nha. Biển 29D2 Hai Bà Trưng 27587 luôn giúp con ạ. Có thể cho chị xin một vòng em này đi. Một chiếc tháng 12 2018 giá yêu thương lắm anh em ạ. Giá tình yêu thương. Tháng 18.800.000 anh em ạ. Dành cho tất cả anh chị em form dáng nhỏ xinh mà chị em cũng được mọi người nha. Các chị em gái bản cá tính, các chị cá tính ấy. Ok, tính làm con này cho em rất là ngon lành, cành đào 18.800.000. Nhỏ xinh nha mọi người nhé. Hàng này là các chị em đấy, ví dụ như là bọn em thấp thấp một xíu đi những cái dòng này thể thao. Tôi không quay đâu tôi. 18.800.000. Ô, con này chạy rất là ít km anh em ạ. 474 km. Ô, con này chạy ít nhờ. Mới. Ồ, đây, quay gần cho cô nhá. Vâng. Đây anh em nhìn này, ốc ác này, lốp vẫn còn nguyên zin theo xe. Chờ em một xíu để em kiểm tra luôn cho anh em luôn. Một chiếc hàng thể thao. Kéo đâu rồi em ạ? Nhưng nó con này lốp còn zin theo xe. Mời quay thôi. Liễu yếu đào tơ, tay chân thì nó yếu rồi, già miệng rồi nó yếu. Anh em ạ. Đấy, dạo này, đây sao đây em. Có đấy, nguyên zin đấy, còn là nguyên zin đấy, lốp còn nguyên zin cả đôi đấy. Chờ em một xíu để em kiểm tra anh em. Nó đâu. Một chiếc thể thao hàng, thấy không? 2017 đúng không? Đây. Đẹp tí như đây này. Đấy, 2018 đấy. Còn 8 đây này, 2018 này. Còn đây 28 này, đấy, tí không nhỉ? Cái này có mà bố dung không nhìn thấy chứ phải dung. Anh em ạ, lốp còn zin cả đôi, chạy được 474 km. Quay gần cho cô một vòng. Ôi giời, hàng này này, tháng 12 năm 2018 anh em nhá. Đấy, hàng siêu chất lượng bên em anh mà em lại không nhìn ra. Đồ rất là cứng cáp. Này, anh em nhìn hàng thể thao dài dành cho các chị em được. Anh em người gọi là nhỏ xinh xinh. Anh cũng được nha, giá rất là tình thương mến thương cho các bác đây ạ. Biển số 29D2 275. Mô yêu giúp con ạ. Rồi, hiện tại xe nó đã đang nổ, anh em nhìn có bồn vất lên, nhưng mà anh em ngồi đằng sau cũng hơi cẩn thận. Hai người thì cũng cẩn thận, nên là quả này cái này là ốp bô bên ngoài nó đỡ bị nóng cho anh em. Nhưng mà phải vất cái chân ra mọi người nhá, không thì nó nóng ở đây này. Nóng đây nó bỏng bơ bỏng đấy ạ. Thôi, này, 18.000.000. Anh ơi, 18.800.000. Tháng 12 em không 18 anh em ạ. Đấy, anh em là thích những cái dòng xe này, mọi người có thể cân đối giúp em. Hàng này là thể thao cho các chị em được, anh em được. Tại vì những chị em mà nhỏ xinh xinh cũng có thể đi được những cái dòng này. Đấy, bản thân anh em đi này, bên em nó đến đây thì đi. Con này còn so với dáng người em còn nhỏ hơn cả em luôn. Đấy, 18.800.000. Anh em nào hợp túi tiền mọi người có thể là mua về cho người yêu, tặng người yêu mọi người nhá. Với Huệ thì không đi được dòng này vì Huệ cao quá. Huệ phải đi cái loại
Z400, còn dòng này ôi, dành cho em Dung. Con đi của đấy chất chơi quá. Đấy, dành cho em Dung. Chân để hôm nào con diện đồ đi quả đấy cho các bác xem nha. Chân ngắn như em. Em là vừa, anh cũng vừa đấy, nhờ. Em chân ngắn như em thôi. Đúng rồi, em với anh hợp nhau vì là trong mình đều chân ngắn với nhau. Rồi em xin phép đọc vài comment của anh em. Dạ vâng ạ. Có anh Đặng Văn Khang hỏi là nhà mình có quay 50 không? Có anh em ơi, gây quay 50. X size 150 có luôn. Đấy, là 50cc. Để em đọc lại comment của anh em nhé. Con dạ đọc vâng. qua comment của anh em luôn nhé. Không thì dạ nhiều vâng. khi trong cái thời gian cô like thì không đọc được comment. AB bản đen nhám có luôn. Anh em chờ em một xíu nhé mọi người nhá. Bản đen nhám đây, đời này là bản đen nhám. Đời vâng, 2018 có hỏi là mình có X size 150, 217, 218 không ạ? Có luôn ạ, rất nhiều, rất nhiều luôn. Em sẽ quay chi tiết. Góc nô thì hiện tại em đang không còn, em còn Elite, em còn cũng dòng xe 50 thì em cũng còn nhiều dòng đấy, nhưng hiện tại là góc nô hình như là em không còn rồi. Clear được không anh? Hiện tại dạ là vâng clear. Tất cả các bác đang xem xe nhà con nha. À xem livestream nhà con nha. Có con quay nào không ạ? Tại nhà cháu có rất là nhiều quay để cho không biết là chủ mua tầm tiền bao nhiêu nhở? Cho em một xíu em báo với đây em tín bê mâm em mới bê lên cho em ít quay. Hiện tại là ngày hôm nay là chưa có con quay nào cho anh em nhắm nhá. Dạ, đúng không ạ? Xe ga thôi. Toàn xe ga thôi. Nên thành ra là đây ạ. Và con xin phép tiếp tục chương trình luôn cho các bác nha. Một em Vespa này đời 2011 luôn giúp con ạ, màu đỏ rất là lễ hội đây. Bác nào mà thích sự nổi bật giữa đám đông này có thể lựa chọn cho con những dòng này nha. Giá rất là tình thương mến thương đây ạ. Đời 2011. Biển số là 29E107930 cho các bác ạ. Rồi, dành cho anh em đời 2011 anh em nhá. Để cho anh em 13.500.000 nhưng mà là hàng bên em là siêu xuất sắc rồi. Những chiếc xe LX bên em vẫn chất lượng hàng kia anh em 13.500.000 em cũng đã hạ giá một luôn 13.000.000 không phải là 13 năm, ngày hôm nay em hạ giá luôn, tháng này là tháng cô hồn, nhưng nhiều anh em không quan trọng gì tháng đâu. Đấy, anh em nhìn thấy khách hàng bên em vẫn đến mua bán bình thường, không vấn đề gì cả, quan trọng là ít tiền, mấy triệu, hơn chục triệu bạc. Hơn chục triệu bạc em bán ra với giá là 13.000.000 nha anh em nhé, cẩn thận. 13.000.000 một chiếc LX bản IE kim phun điện tử đời 2011 màu đỏ. Xe được ba sạch sẽ ngon lành cành đào hết cho anh em rồi. Mọi người chỉ việc mua về đi thôi anh em nhé. Từ tất cả những pha kính này. Đấy, tất cả rồi cái nẹp niếc không bị cong vênh, không tai nạn, không ngập nước mọi người nhé. Dạ vâng ạ. Một số bác phân về mua những dòng Vespa này tại vì ngại là bảo dưỡng nó đắt, bảo dưỡng nó hơi giá nó hơi cao. Nhưng mà các bác yên tâm nha, xe nhà con là nhà con đã chất lượng hết rồi này. Các bác chỉ việc mua về và đi thôi. Từ từ anh em nhìn thì cái lòng lòng đẹp không? Đấy, đời 2011 đến bây giờ anh em nhìn lòng, nhìn sần này, đẹp không? Đấy, cái quan trọng là cái chủ cũ người ta đi giữ gìn, không quan trọng là năm bao nhiêu. Đây nữa, tiếp. Đấy, anh em nhìn đầu bò vẫn còn nguyên zin. Bản kim phun điện tử cho em nhé mọi người nhá. Đây mọi người nhìn thấy không ạ? 13.000.000, tất nhiên là cũng có những con xe một đời 2011, 2012 bây giờ với giá. Anh về nhá, bye bye anh. Bây giờ có những cái giá tầm khoảng 10.000.000, 11.000.000, 9.000.000, 10.000.000. Thế nhưng mà anh em đừng tì vì bản thân những cái dòng xe mà đời 2011, 2012 đến bây giờ là chất hay không, nhiều tiền hay không là phụ thuộc vào chủ cũ người ta đi nhiều hay đi ít. Đấy, với con xe này thì em lại đảm bảo cho anh em 13.000.000. Đúng là so với lại đời 2011 là nó cũng hơi mặn hơn một xíu. Thế nhưng mà để mà nói là quan trọng nó là chất lượng. Đấy, anh em vừa nhìn thấy không ạ? Em quay cho anh em về cái cốp trong đúng không ạ? Cái đầu bò nó là nguyên zin rồi, đầu bò mốc xì. Máy thì anh em này, nghe tiếng máy của em. Đấy, hiện tại nó để gờ lên rung. Đây, 13 hơi lăn tăn về việc em này tốn xăng á. Thì nhà IE cháu rồi có anh. Vâng ạ, em này là lên bản IE rồi nha các bác ơi.
bác muốn bộ tiết kiệm xăng thì các bác không chỉ cần nó là bản này, nó là bản IE rồi thì không cần phải tiết kiệm xăng nữa. Nếu mà là chế cơ chế cơ thì chế cơ của đời 2010 HV nó là chế cơ của nhập khẩu thì là anh em lắp cho em bộ tiết kiệm xăng, bản này nó là bản IE rồi, bản tiết kiệm xăng rồi mọi người nhá, không cần phải lắp gì. Thực ra nó là dòng diesel, nó là hàng thời trang thì đương nhiên là nó gọi là nó tốn xăng hơn một xíu, nhưng mà thôi có 13 triệu đồng anh em ạ. Mình cố gắng cân đối giúp em nhá, hàng sang chảnh, hàng này là hàng gọi là thời trang thì thôi nó cũng đắt đắt hơn một xíu, phải chấp nhận thôi anh em ạ. Lên câu hỏi cho cô. Chú Mạnh Tùng muốn xem SH 2022 đấy ạ, chú hỏi từ vừa nãy đến giờ rồi. Chú ơi, nếu mà chú muốn xem xe nhanh hơn này, chú có thể liên hệ số hotline luôn giúp con nha. Thì bên online các cô các chú sẽ gửi luôn hình ảnh chi tiết luôn cho chú này, báo luôn cho chú về cái giá phải trả luôn nha. Rồi. Thì sẽ nhanh hơn đấy ạ. Còn anh Nam hỏi là nhà mình có Vision không? Dạ nhà em có rất là nhiều Vision đấy ạ. Anh muốn hỏi đời bao nhiêu nhở? Để em với cả cô Dung có thể báo giá luôn cho anh nha. Vision là từ đời 2012 trở lên đến 2024. Đấy, hiện tại là 2012, 2013 nhà em đang còn con 15.800.000 biết còn không em nhỉ? Vâng. Còn đúng không? Chúng còn một con. Hỏi là nhà mình còn Vision xám xi măng không? Hiện tại xám xi măng em không còn, còn màu đỏ, màu đen, màu màu trắng, màu xanh. Còn đây còn là hiện màu xám xi măng hiện tại em đang hết. Chú Nam ơi và các chú ở trên livestream trên TikTok nhá, các chú có thể bấm vào cái avatar nhà cháu này. Đây, số hotline nhà cháu để ngay đây nha. Các chú có thể liên hệ giúp cháu với ạ. Cảm ơn các cô, các chú rất là nhiều. Cháu với cả cô Dung có thiếu sót gì, mong là các bác, các cô, các chú sẽ đóng góp thật là hoan hỉ nha. Vâng. Bình thường anh em nhỉ, có gì thiếu sót. Quan trọng là cái sản phẩm mình đưa ra thị trường, em bán sản phẩm đúng không anh em. Nên mong tất cả chị em ủng hộ bên em nhá. Vâng, đây là một chiếc xe AB đời 2017 cho em. Vâng, AB 2017 anh em nhé, bản đen sần. Đời này đến 2019 giống nhau ạ, form dáng giống nhau. Đây, vẫn còn nguyên zin tem mác nha anh em nhé. Giờ sần nó vẫn còn nguyên này. Đấy, vẫn còn nguyên zin anh em ạ. Đây, nhìn những cái cờ kit này, tem mác vẫn còn nguyên zin. Theo thời gian thì nó cũng có bị xước sát, không tránh được ạ. Tại vì theo thời gian, máy còn nguyên zin anh em nhé. Đây, ra máy cũng còn nguyên zin này. Bầu lọc gió vẫn còn không bị sần. Đại khái là không bị sần sạc nhiều. Dạ, biển vâng con rồi, này biển 17 anh em ạ. Đến từ 17 Thái Bình giúp con luôn nha. 17B6 này. 31437 luôn ạ. Màu rồi, đen sần. AB. AB. Rồi 217 bản đen sần. Tem phía bên này của nó cũng hơi xuất sắc nhẹ một chút rồi. Dấu ấn thời gian thôi ạ. Đây có thể quay cho chị mặt trên đồng hồ này nào. Ra là sần này nó sẽ cao hơn bóng một xíu nha anh em nhé. Con này em bán ra với giá là 25.500.000. Đấy, một chiếc AB bản 2017, biển 17 luôn. Đấy, em nhìn phím mụ em này. Đấy, tay cầm mụ em nhá anh em nhá. Phím này, tay cầm mụ em bên này nữa này, vẫn còn nguyên zin. Đấy, tay nắm vẫn còn nguyên zin anh em nhá. Đời thì 2017 đây. Năm sản xuất 2017, cũng đăng ký là 2017 luôn. Em chọn mổ mỏ cốp cho anh em nghe xem luôn. Đây. Đấy, tay sắt thì bên em có bắn tỉa. Đấy, anh em nhìn nó bắn tỉa so với cả cái này, với cái này nó sẽ mới hơn. Đấy, đúng không ạ? Đấy, cái sần này với cái sần này nó giống nhau đúng không ạ? Cái sần trong với cái sần này giống nhau. Còn cái sần này với cái bọc bản bóng này thì nó khác nhau, thì đương nhiên là Cosba rồi thì nó sẽ mới hơn bình thường. Dạ, 25.500.000. 25.500.000 cho một em AB đời 2017 giúp con ạ. Biển số là 17B631437 cho các bác đây ạ. Nếu các bác có điều kiện có thể qua trực tiếp địa chỉ là 52 phố Chùa Hà Cầu Giấy giúp con nha. Tiến Nguyễn ơi, chú Thành có hỏi là nhà mình có Excite 150, 216, 218 không ạ? Dạ nhà cháu có đấy chú ạ, chú có thể liên hệ số hotline luôn giúp cháu với nha. Thì bên online sẽ gửi rõ hình ảnh chi tiết không cho chú và luôn cho các chú. Rồi con này là 25.500.000 anh em nhá. Anh em quan tâm cho em một chiếc xe Ablet. Rồi em Chi Phương. Nhà mình mở cửa từ mấy giờ? Dạ nhà em sẽ mở từ tầm 7 giờ đã mở cho cô nhỉ? Hay là 7 giờ rồi. Tầm 7 giờ là nhà em đã mở cửa rồi chị ạ. 7 giờ 7 rưỡi là anh em đã đến nhà em từ 7 giờ sáng đến 9 giờ, đến 9 giờ hơn 9 giờ tối nha anh em nhé. Dạ vâng. Nếu anh em qua tầm thời điểm nào cũng được. Vâng ạ, các bác muốn xem bất kỳ những dòng xe nào này có thể đặt lịch luôn trên fanpage luôn giúp con nha. Rồi. Thì bên bán hàng, các bác, các chủ bán hàng sẽ sắp xếp người để tiếp đón luôn các bác luôn ạ. Chuẩn bị xe luôn cho các bác ạ.
Mic chán quá, anh em chờ em một xíu nhé. Mic chán, mic không nói được à? Hay sao kìa? À, đúng rồi. Rồi, anh em con... nghe tiếng rõ không ạ? Con em lết của nãy nhà cháu bán ra là bao nhiêu nhỉ cô nhỉ? 23 triệu năm à? 25 triệu năm 25 triệu 500 con em lết vừa nãy giúp cháu đấy ạ. Lết đen sần ạ. Nghe em nghe tiếng rõ chưa? Mic không ấy à em? Mic đỏ bình thường. Anh em nghe rõ chưa mọi người ơi? Anh em một thời để nhớ đang bảo là mic chán lắm. Chú Ngọc có hỏi là nhà mình có AB214 không ạ? AB214 bản đèn bi em có ạ. Em ơi, sao chị vào con quay thôi? Hả? Hết quay à? Giờ đấy. Chết. Ơ, sao lại hết nhỉ? Em đang có nhu cầu tìm mua những cái dòng quay 100, 110 xe đẹp anh em nhá. Ngày cứ bảo anh em chờ em xíu, quay đi ăn đi làm, anh em đang muốn quay đi ăn đi làm anh em nhá, nghe rõ rồi anh Trung đi bê, ô anh, ok anh. Chú Đinh Hậu có hỏi là lít 4 van là bao nhiêu vậy ạ? Lít 4 van. Lít 4 van là gì? Là như nào? Chơi không hiểu cái lít 4 van là như nào vậy? Con không hiểu. Lít 4 van là như nào? Anh comment lại cho em nghe lại cái câu lít 4 van là như nào? Lít đời 2014 hay là như nào ạ? Em không hiểu cái câu của anh lít 43 là như nào. Vâng, bây giờ con xin phép lên cho các bác em lít màu B này nha. Rồi. Đây, đời 2018 luôn giúp con ạ. Màu B rất là dịu đây ạ. Rất là nhiều các khóa thông dụng rồi, B trung tính. 296952. Cha luôn. Cái dòng này là nhà cháu đã kiểm tra chất lượng xe về đi được 4 vạn. À. Rồi, anh em xe lít 4 vạn đúng không? Vâng, phải bề ngoài của em nó cũng xinh này. Đấy, xong á, xe vừa con này lít không phải đi được 4 vạn đâu. Con này xe lít đi được 9.800 cây mà anh em đời 2018 á. Màu vàng B anh em nhá, ở đây quay cho cô cái mặt trên anh em nhìn. Anh em xe mà đi ít người ta sẽ cái những cái phím này, những cái phím công tắc nó vẫn còn nguyên zin này, tay cầm nó vẫn còn nguyên zin theo xe mọi người nhá. Đây, từ nhà sản xuất đến bây giờ, sản xuất từ 2018 đến bây giờ vẫn còn nguyên zin theo xe thì không thể nào đi xe đến 4 vạn được. Đúng không? À, chú Đinh Hậu bảo là lít 4 vạn là xe đời cao ạ. Giờ nha anh em nhá, bản lòng nâu ạ. Đấy, lòng nâu và sự bắt cây cho em. Đời 2018, bản Xinông, em phải chưa nghe câu lít 4 vạn như nào cả. Anh em ạ, em chưa nghe lít 4 van. Mới đời mới nhất bây giờ em chưa được cập nhật. Rồi, 9.800 km anh em nhá. Bản Xinông này. Đấy, bản Xinông này, form dáng còn đẹp này, máy còn nguyên zin này. Chờ em kiểm tra tí lốp còn zin đâu xe không? Lốp anh còn nguyên zin đâu xe anh em nhá. Đấy không tuần 2018. Đấy. Hụt vẫn còn nguyên zin, ốc nhà sản xuất sơn vẫn còn nguyên zin. Nó quay lại một lần nữa cho đây anh em nhìn này, sơ xe thì ni lông cả xe bên em có bóc, mới tẩy ni lông vẫn còn chưa kỹ. Khít hết nha anh em nhìn, đây anh em nhìn khít hết này, sần này anh em nhìn, sần vẫn còn nguyên zin cho xe. Sần không bị xước sát anh em nhé. Đây, khít hết. Đây, tất cả những cái gờ, gáy này khít hết. Da máy vẫn còn nguyên zin, chưa phải bắn tỉa, thụt đây. Biển thì biển 29X. Biển 29X1, 69552 cho các bác đây ạ. Bên ngoài của nó là thấy tương đối là đẹp luôn nha. Các mẹ các chị có thể yên tâm mua những dòng này đi Oppo về và đi luôn thôi ạ. Rồi Oppo vẫn còn nguyên zin. Đấy, tay sách thì có được spa tay có được sạch sẽ rồi. Vâng ạ. 69552, 69552 chờ em một chút em. Đây. Đây cô bên này cũng để rất là nhiều đồ. Rồi. Để đồ rộng rãi hơn luôn cho các bác luôn đấy ạ. Đúng, nguyên zin, lốp còn nguyên zin. Cho em một số 31.500.000. 2018, tháng 5 2018. Đúng rồi, tuần thứ 14. 31.500.000 cho anh em một chiếc xe lít chạy công tơ chạy 1 vạn cây anh em nha, đời 2018 chạy 1 vạn cây. Đấy, anh em nghĩ là nó lốp còn nguyên zin theo xe này anh em nhìn đồ. Rất là cứng cáp anh em nhé. Tín ơi. Em bảo anh em nó lấy cái ấy nó đánh.
lại đánh sáng mà. Một là giáp, hai là ấy là đánh sáng này, mặt trên. Đi vào cho anh em đánh sáng sáng. Những cái này bên em có thể xử lý cho anh em được nha mọi người nhá. Đấy, những cái gì xử lý được là bên em xử lý luôn. Quan trọng là xe nó là hàng chất lượng rồi. Máy này nghe tí. 31.500.000. Sơn zin, máy zin, lốp còn zin cả đôi. Cốp cực kỳ là đẹp luôn, yên áo đây. Em lừa. Cho anh em một chiếc xe mà được chị em gọi là mông nhỏ, người nhỏ đi những cái dòng này đó anh em nhìn không, những người nặng đi những loại này nó lồi hết ra này. Đấy, nhưng mà con này thì đặc biệt là đi rất là ít cốp. Đấy, đẹp. 31.500.000. Thôi nó cũng là hàng đẹp thì đương nhiên là giá. Anh em cũng phải hoan nghênh mọi người nhá. Giá thành thì bên Hoàng Kiên thì đảm bảo với anh em. Thứ nhất là đảm bảo về giá, thứ hai là chất lượng cho anh chị em rồi nên anh em cứ yên tâm. Cứ hạ tiền mà mua bên Sài Gòn Kiên vì đảm bảo chất lượng cho anh em rồi nhá. Đi cái loại này 5-7 năm không vấn đề gì. 31.500.000 cho một em lít đời 2018 cho các bác nha. 29X169552 giúp con với ạ. Đây có anh có bác Nguyễn Hoàng Viên lên SH đi shop. Bác muốn mua SH những đời nào nhỉ? 125 hay là 150 đời bao nhiêu có thể báo lại giúp con được không ạ? Thì con sẽ cố gắng, nếu mà lên được nhà con sẽ cố gắng lên like luôn ạ. Còn nếu mà nhà con chưa lên được các bác có thể vui lòng liên hệ số hotline nhà con để trên bio giúp con nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều, vẫn còn rất là nhiều anh em đang ủng hộ hai cô cháu em. Dạ vâng ạ. Thời tiết nó đang rất là oi anh em ạ. Cảm ơn cái eo. Cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều anh chị em đang giá con vừa xong là 31.500.000 đấy, 2018 sơn zin máy zin lốp của zin đang xe. Vâng. Đây, anh Pin Cute hỏi nhà mình có AB đời cao không ạ? Con gì? AB đời cao. AB đời cao đời em có 2024 đấy. 2024, 2023, 2024 bên em có luôn. Anh muốn đời nào mới được? Vấn đề là anh muốn đời nào thôi. Dạ vâng ạ. Rồi, một chiếc nhập khẩu anh em ạ. Em đang nhập khẩu màu cà phê luôn giúp con nha. Biển số em nó đây ạ. 10H32581008 anh em nhá. Một chiếc xe nhập 150 cho em. Anh em một vòng nhập khẩu nha anh em nhá. 29H32581 à. Anh em sinh năm 30H3. Ờ ha, sinh năm 8, thì anh em nhìn những cái dòng xe này em có like một vài lần rồi. Đấy, hiện tại là xe vẫn đang nổ một thời đấy ạ. Một thời hoàng kim của em bây giờ ngày xưa là hơn 200 triệu. Còn có 51 triệu đồng thôi anh em ơi. Đấy, ngày gọi là trả thù quá khứ đấy. Anh em nào, đây mặt trên nữa. Anh em nào bảo trả thù quá khứ thì bây giờ ngày trước không mua được hơn 200, bây giờ mua 51 triệu 150 anh em nhá, nghe tiếng máy hộ em. Đấy, nghe tiếng máy ạ. 51 triệu đồng để hạ giá đấy ạ. Hiện tại lúc trước là em bán 52 triệu, nhưng mà ngày hôm nay thì em bán 51 triệu đồng thôi. Giá rất là yêu luôn cho các bác. Đây ạ, một em SH màu nâu cà phê nha. Các bác muốn xem về chỗ nào của xe nữa có thể báo lại cho con nha. Con sẽ cố gắng lên like lại em cho em. Anh em ạ, máy ra máy rất là yêu. Củ máy ra máy vẫn còn nguyên zin. Đây, củ sò cũng còn nguyên zin. Sơn thì có được 3 nguyên một tí sơn ở trên này thôi này. Ra máy thụt cũng còn nguyên zin này. Mặt mũi pha kính đẹp anh em nhé. Đời 2008, 30H đời 2008. Thôi, lại hạ giá tiếp cho anh em 50.800.000. 200.000 cả một vấn đề cho bọn em đây anh em ạ. Cả một buổi live được có 200 thôi. Đấy, cả một buổi live tắt hết mồ hôi một kê nhé Văn Nhại giới thiệu. Nhé Nhại hai cô cháu mỗi thằng được 200.000 thôi anh em ạ. Thôi mong tất cả anh chị em đừng bớt em nhiều nữa mọi người nhé. 50.800.000 một chiếc 2008 150, xe nhập khẩu. Anh chị em nào quan tâm lúc trước là 200 triệu. 200 triệu, bây giờ có 50.800.000 thôi. Rồi anh em nào quan tâm. Đây có anh hỏi nhà anh Pin Cute hỏi AB 2024 Hà Nội giá sao ạ? Em có một con em bán ra với giá là 40 triệu đồng. Mà cho em một xíu em kiểm tra lại cái biển số xe. Dạ vâng, anh Pin có thể liên hệ số hotline nhà em để trên bio anh Pin nha. Ok, 40 triệu đồng đây, 2024 đây, 41 triệu đây ạ, biển 29. Đây, còn một con biển
Anh em kiểm tra lại, bảo các bạn nhân viên bạn gửi cho, tại vì vừa like ngày hôm qua thì em không like lại nữa. Dạ vâng ạ. Biển số 29C1 Hoàn Kiếm đấy ạ. 07985 giúp em. Vâng. Đời 2024. Có đấy. Chú Thanh Nguyễn hỏi là shop cho hỏi xe lít 2022 này sang tên về tỉnh giá chọn gói là bao nhiêu? Bây giờ anh em tự nhiên đang từ biển Hà Nội anh em sang tỉnh làm gì cho nó phí ra phí, rất là phí. Bản thân anh em đăng ký biển Hà Nội đã rất là cao tiền rồi. Đấy, nên là hoặc là anh em mà mua biển Hà Nội rồi đã rất là cao tiền rồi mà anh em rút hồ sơ về biển Hà Nội, thà anh em mua xe mới, em nói thật, thà anh em mua xe mới. Còn nếu mà anh em đã xác định mua biển Hà Nội thì cứ cân đối để biển Hà Nội giúp em, anh em đi một thời gian lâu. Nếu mà mình có nhu cầu sang tên thì ok. Thôi, anh Duy Đức ạ, không biết là anh đang có vấn đề như thế nào nhờ anh có thể liên hệ luôn bên online luôn giúp em nha. Thì các bạn ấy sẽ giải quyết luôn vấn đề cho anh đấy. Em rất xin lỗi anh về vấn đề đấy ạ. Rồi, anh em cứ trong nhu cầu mọi người cứ comment ở đây. Em vâng. Em biết em đọc được thì em sẽ giải thích cho anh em. Dạ vâng, chú Minh Anh hỏi nhà mình có gym không ạ? Gym nhà em nhiều lắm. Hiện tại là gym Việt Nam. Chút nữa em sẽ vào qua một vòng bên xe máy ông Kiên trong nhà anh em nhé. Hiện tại là trong nhà 52. Đấy, em dạ vâng lượt qua một vòng những chiếc xe bên này. Đây là một chiếc xe dáng của X-Size 135 anh em ạ. X-Size 135, form dáng 135. Nhưng mà nó là biển UA 50cc dành học sinh sinh viên có quần vàng. Đấy, các bố các mẹ có thể tìm hiểu cho các con dòng dòng xe này mọi người nhá. Vâng ạ. Ui dồi, cái gì đây? Tên em này là Espero. Một chiếc 50cc của X-Size, hàng vẫn là hàng X-Size, nó là hàng liên doanh ạ. Cái form dáng mà rất là nhiều các bố các mẹ, thì các bố các mẹ có thể cân đối cho em con này mọi người nhá. 50 hàng không hàng không phải là hàng côn tay con tiếc gì đâu, hàng côn tự động anh em ạ, hàng tự động, nó là 50 hàng tự động à, để nổ ngoan lành để đào đấy. Cho em xíu em báo giá cho anh em nhá, giá cũng vừa phải cho anh em thôi, có mấy triệu. Biển số em nó là 12UA 01866, cô có thể kiểm tra luôn giúp gì, con đây ạ. Gì, biển số bao nhiêu? 12UA đây rồi. 01866. Rồi, 2019 anh em ạ, 7.800.000, hợp lý không anh em đi nghe tiếng máy hộ em này. Đấy. Thực ra những cái dòng này thì thôi, nó là hàng liên doanh nhá, hàng liên doanh, xe Hồ Cẩm Đào. Cái máy gì? 2018, anh em quan tâm cho em. Cái dòng này các bé trai đi học là thích những cái form dáng gọi là hơi nghịch một tí, hơi thời trang một tí, kiểu giống các bố các mẹ ai form dáng. X-Size 135 đây này, quay luôn cho anh em luôn này. Đấy. Anh em nhìn thấy em quay xe điêu luyện này. Đấy, một thời rất xe, tay to rất xe đấy. X-Size trông y xì, một chiếc X-Size 135 form dáng y xì nhưng mà hơi chỉ là 50cc thôi. Anh em nghe tiếng máy hộ em, ngon lành cảnh đào, chất lượng nhá. Thế thôi nhá, nốt hai con này anh chị vào trong nhà nhá. Dạ vâng ạ. Mới nhét đã chị nhiều chị mệt lắm. Thôi. Đây ạ, chú Hà Giang hỏi nhà mình có Way Race X không? Tại nhà cháu có đấy ạ. Mấy hôm trước với nhà cháu vừa like khá là nhiều. Chú có thể liên hệ luôn số hotline nhà cháu để trên bio nha. Hoặc là lên trực tiếp luôn fanpage ở trên cái ứng dụng màu xanh nước biển đấy ạ. Nhà cháu like em nào là gần như, nhà cháu có em nào là gần như là up hết bài lên em đấy. Nên là các bác có thể vui lòng liên hệ bên fanpage giúp cháu nha. 7.800.000, đời 2018, xe 50cc, form giá của một chiếc X-Size 135. Đấy, các bố các mẹ nào mà tìm mua cho, đang cân đối tìm mua cho các con đi học lớp 10 mọi người nhá. 50cc là dành cho các bé đi học lớp 10. Đấy, không cần bằng. Vô cùng là không, vẫn phải đội mũ, không cần bằng thôi. Đội mũ meo đã cứ đầy đủ cho các con, được cái máy chất lượng an toàn là được ạ. Được cái máy ngon lắm anh em ạ. Đây, nghe tiếng máy này, hàng D-Tech mà. Rồi, tiếp theo. Ngày nay cho chị hơi nhiều thể thao, lần hôm sau mà hôm sau mà lên nhiều thể thao phải bảo chị mặc quần đùi đấy, nói thật. Vâng ạ, cũng phải lên thể thao thể thiết thì phải có tí ngồi tí cho nó hoành tráng. Dạ vâng. Anh Pin Cute có hỏi là nhà mình có AB 2024 này, cái con 41 triệu là sang tên như thế nào ạ? Dạ, nhà em sang tên, hỗ trợ sang tên luôn được cho anh nha. Nếu mà cái phí sang tên sẽ tùy thuộc vào là nơi mà anh muốn sang tên, sang là bao nhiêu, có thể là 3 triệu rưỡi đến 4 triệu tùy từng nơi nha anh nha. Thực ra là nếu mà đã biển Hà Nội mà hàng xe lướt
thì theo em khuyến cáo là không nên sang tên. Còn nếu anh em có nhu cầu muốn sang tên bên họ vẫn hỗ trợ giúp anh em sang tên, nhưng phí anh em mất hộ em không bao phí ship, không bao phí rút hồ sơ. Hiện tại em bán tại cửa hàng với giá tại cửa hàng luôn mọi người nhá, không bao gì ạ. Đấy, anh em nào mà đến tận nơi mua cũng vậy, mà anh em nào ship tất cả các tỉnh anh em mất phí giúp em. Đây một chiếc xe Suzuki không đi không gì nhỉ, đi ngon không phải đầy. Đấy, đi ngon không phải đấy. Xe siêu mới luôn anh em nhá, hàng này là hàng 150 Suzuki. Hôm vừa rồi em giới thiệu con này rồi. Thực ra những cái dòng thể thao thì lại dành cho anh em nào thích đam mê tốc độ, thích feel, thích theo kiểu là trải nghiệm những hàng gọi gì nhỉ, thể thao. Thì anh em quan tâm cho em những chiếc xe này mọi người nhé, em nổ máy cho anh em nghe luôn. GRX, thực ra những dòng thể thao em không biết nhiều đâu, em không dám tư vấn nhiều. Cái này phải dành cho anh Kiên, vì là bản thân là nhà có xe thì em lên em giới thiệu mặt hàng hiện tại bên xe máy của Kiên có mọi người nhé. Đấy, GRX của Suzuki, mặt mũi pha kính đẹp anh em ạ, hàng siêu mới luôn anh em nhìn này. Em chỉ biết là nó rất là mới luôn. Đây anh em nhìn ốc chụp của em. Đấy, GRX nhá, R nhá, GRX R luôn. Hàng siêu mới nhà em đấy ạ. Con này chạy rất là ít km anh em nhá, 3.300 cây. Mới không anh em nhìn, mới không? Úi trời, anh em nhìn. Em chỉ biết là nó rất là mới ạ. Đấy, anh em nhìn mới không? Ốc này. Rồi, ốc chụp của nhà sản xuất chấm vẫn còn nguyên zin. Bao nhiêu 2017 anh em nhìn, hơn 3.000 cây. Anh ấy mua về anh có đi đến đâu, đúng không? 2017 ạ, biển 10. Biển 19 Phú Thọ luôn, giúp con nha. 19 này 6105. Một em GSX luôn cho các bác đây ạ. Nhà con rồi, sẽ cố gắng quay chi tiết nhất là có thể để cho các bác xem xe đây ạ. Rồi. Đăng ký tháng 1 năm 2018 rồi anh nhá. Con này chính chủ vân tay đầy đủ. Anh em ạ, con này chờ xíu em sẽ quay chi tiết cho anh em một tầm. Thực ra xe chạy hơn 3.000 cây. Đây 2017 anh em, siêu mới luôn. Nhưng mà bản thân những chiếc xe này rất là kén khách. Thực sự ra là anh em ạ, thực sự đam mê, nhiều khi không có thể thao mọi người lại hỏi tại sao như bên chị cũng có thể thao. Đấy, nhiều khi có thể thao rồi anh em lại chả hỏi đến gì cả. Trong đôi khi bán rồi anh em lại hỏi là nhà Dung ơi còn xe thể thao không. Chán lắm. Đây em lại mở cho anh em nhìn, buồn ghê gớm anh em ạ. Quá đấy anh em nhá, siêu mới cho đây 19 261 26105 đúng không? Chính chủ vân tay đầy đủ đúng không? 40.430.000 đúng không? Đây anh em nhìn thấy 2018 không lên đồng nào, đấy, hiện tại là không đồng, vỡ mồm anh em, không đồng đấy. Nhưng mà em nay em vẫn bán lỗ cho anh em luôn 39 triệu đồng ạ. Đấy 39 triệu. Ui trời ơi, lỗ mất củ tư ở đây rồi. Đây anh em bên TikTok này nhé mọi người nhá. Thôi em không phải giới thiệu nhiều nữa. 39 triệu, lỗ 1.4 triệu rồi. Đấy anh em ạ, anh em nào mà thích quan tâm GRX 150 thì làm cho em con này hộ em, giúp em 3.800 cây xe, thực sự chính chủ một chủ từ đầu luôn. Con này phải nhất định ngày hôm nào mặc bộ thể thao đi con này mới được anh em ạ. Làm quả video chất mới được, view mới được. Hôm nào cô cháu mình lên đồ làm con này đi. Được, có phải hẹn trước. Rồi. Dạ vâng. Đây. Chú Minh Anh ơi, chú đang muốn xem xe zin này nhỉ? Nhà cháu rất nhiều xe zin chú ạ. Chú mua tầm tiền bao nhiêu? Chuẩn luôn anh, liên hệ số hotline nhà cháu ở đây nha. Anh có luôn cả anh Pincute nha. Các rồi. Bác bấm vào, các bác bên TikTok này, bấm vào bio nhà cháu này, nhà cháu để luôn số hotline ở đây đây ạ. Ở bên bên kia thì các bác đây, bên này các bác cũng bấm vào bio giúp cháu nha. Nhà cháu đang highlight hai app của TikTok ở đây. Đây, số hotline nhà cháu để đây ạ. Các bác có thể vui lòng liên hệ số hotline giúp cháu này, bên online sẽ gửi rõ hình ảnh chi tiết luôn cho các bác, báo luôn cho các bác về giá đấy ạ. Rồi, anh em đang bảo là gì nhở? Có anh em Hà Nội, với Hà Nội vẫn phải mất tiền anh em. Hà Nội vẫn bị mất tầm khoảng trên dưới 3 triệu đấy ạ. Anh em nhá, sang tên với Hà Nội vẫn mất tiền bình thường. Vâng, anh đồ chơi store hỏi là nhà mình có CBR 150 không ạ? Có đấy, em còn CBR 150 anh em nhá, còn đấy. Trên tầng hôm nay em lại, ngày mai em lại lên nốt cho anh em. 2017 hơn 3.000 cây chuẩn chỉ anh em nhé. Có những anh em chỉ thích, chỉ đam mê, nhưng mà mua về không đi đến. Vì bản thân là nhu cầu không cao, nhưng mà cái niềm đam mê người ta thích, người ta vẫn mua về. Bản thân em cũng thế thôi, mua một cái gì rất là thích, nhưng mà nhiều khi không sử dụng đến, để đấy thôi đi chơi. Chán lúc em mang đi bán, điều đấy là có nhé mọi người nhé.
hơn 3.000 cây thật sự đấy, xe đấy đẹp lắm đấy. Anh em quan tâm thì hạ giá rồi anh em nhé, 39 triệu đồng, nhưng mà anh em nào quan tâm nữa mà thực sự yêu mến hoặc thích, em vẫn bớt xíu xíu nữa cho anh em thôi, để nó lỗ ít thôi. Thích đủ thứ hỏi mẹ 55 có chạy được không? Con đấy á? Được. Mẹ 55 được, tại vì cái yên nó thấp mọi người nhá. Cái yên nó thấp, cái yên nó cụp xuống nó chỉ có cái này thôi này. Mấy ra dừng 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 dừng. Thì được. Nhưng thằng xe này sướng á. Rồi em lên một chiếc xe Winner X này nữa anh em nhá. Xong em vào một vòng xe bên xe máy hoàng kia, xong em xin phép nghỉ live, hẹn vào buổi live ngày hôm sau. Đấy anh em nào có nhu cầu cần thắc mắc những cái vấn đề gì mọi người có thể comment ở đây, xong em like nốt con này em đọc comment mọi người nhá. Dạ vâng. Winner X. Lên các bác này một em V2 cho các bác nha. Dạ, màu đen sần đồng đây ạ. Biển số 29M1 84064. 84064 đây. Một em Winner X. 2021. Bản đen sần. Chạy được hơn 1 tháng. Đây ạ. 84064. 2021 nha mọi người nha. 2021 dành cho anh em nào thực sự là thích một chiếc Winner X ABS rồi, 2021 chạy được hơn 1 vạn anh em ạ. Vâng ạ. Vâng, chạy được hơn 1 vạn rồi, bán ra với giá là 26 triệu đồng. Đấy anh em quan tâm. Bên em thì giá đã là giá chắc nịch rồi mọi người nhá, giá là chắc đét rồi. Anh em nào đang có nhu cầu, mọi người hợp lý, hợp túi tiền, hoặc anh em thích, hoặc yêu mến Hoàng Kiên, tin tưởng Hoàng Kiên thì mọi người có thể hạ tiền mua cho chiếc xe bên em livestream trực tuyến. Tất cả những cái dòng xe bên em bán ra, bọn em đã cân đối tốt nhất về giá, tốt nhất về chất lượng thì bên em cũng đã chọn lọc rất là kỹ càng cho tất cả anh chị em rồi, nên anh em yên tâm riêng về chất lượng bên Hoàng Kiên mọi người nhá. Giá thì anh em nếu mà có thì để cho bên Hoàng Kiên ra lộc cho anh em một xíu để lấy may thôi, chứ bên em không bớt nữa mọi người nhá. Em mong tất cả anh chị em đang xem livestream mọi người cố gắng hoan hỉ giúp gia đình nhà em. Đấy. À, vâng ạ, cảm ơn tất cả các cô, các bác, các chú nha. Vâng. Vâng ạ, các bác sẽ hoan hỉ giúp con với ạ. Đây một em Winner, cô bảo giá 26 triệu vạn cây, 2021 mọi người, xanh ABS. Yêu không? Bản đen sần, bản này là bản cao cấp nhất anh em nha, bản thứ nhất là bản cao cấp. Thứ hai là màu đen sần, rất là màu rất là trung tính cho tất cả anh chị em. Mệnh nào cũng có thể là đi được, tại vì màu đen thì thường thường là kiểu nó trông nó đẹp ấy, trông nó điệu. Rồi. Đây về cốp của em nó đây nha. Bác ơi, em này còn được luôn cả phanh ABS đây ạ, phanh chống bao cứng, đi nó sẽ an toàn hơn. Thôi. Đây ạ. Đấy, hai cô cháu mình sẽ lượt vào một vòng bên trong nhà. Anh chị em nào mà tìm mua hoặc là anh em nào có muốn hỏi gì thì mọi người cứ comment ở đây để cho em biết nhá. Chú Minh Anh, chú ấy có hỏi là chú muốn mua tầm 25 đến 30 triệu con Jim ạ. Vâng, để cháu vào trong nhà. Jim vào trong nhà. Xin phép chú nhá. Rồi, em sẽ quay một vượt qua một những cái vòng hiện tại là xem bên xe máy Hoàng Kiên rất là nhiều những cái dòng SH mọi người nhá. Vâng, từ những em SH Việt này, rồi SH Ý nhà cháu cũng có đây. Đời đèn LED hoặc là đời đèn xi lông hoặc là những đời mới hơn. Hoặc mới hơn nhà cháu cũng đều có đấy ạ. Rồi, một đủ trong các nhà loại màu luôn. Đấy. SH Ý cho các bác đi nha. Mời anh em vào trong này xem dòng lại đang có mặt bên xe máy Hoàng Kiên. Đấy, rất là nhiều những cái dòng xe máy SH bên em cực kỳ là nhiều luôn. Mọi người nhìn thấy, mọi người thấy wow, ra và trầm trồ khen bên em là rất nhiều những sự lựa chọn cho anh em. Nhập khẩu 125, 150 bên em cũng có luôn anh em nhá. Đấy, mọi người nhìn đúng không ạ? Hàng thì bên em anh em thích lựa chọn những cái dòng form dáng gì thì bên em cũng có, biển tỉnh bên em cũng có để phục vụ tất cả anh chị em luôn. Đấy, ví dụ như biển 17 này. Đấy, 17 này, 90 này. Đấy, những dòng SH mốt bên em rất là nhiều luôn anh em nhá. Mốt này. Quay cho cô một vòng SH mốt. Đấy. Con mẫn cái con này nó quay rồi. Đấy. Đây ạ, thôi được rồi, để con cầm SH1 bên em rất là nhiều mọi người nhá. Nhập khẩu bên em nhiều, nhập form Việt bên em cũng có luôn anh em nhá. Nhập khẩu bên em cực kỳ là nhiều. Anh em nhìn một đàn nhập khẩu bên trong nhỉ. Đấy, màu trắng, màu nâu cà phê, màu đỏ, màu đen, màu vàng be. Đấy, nhiều không ạ? Đấy, màu trắng. Anh em nào mà có nhu cầu mà tìm mua những dòng thì thực ra là bên em thì thường thường hay quay một chút ngoài thôi đúng không ạ? Anh để toàn bộ bên trong xe máy Hoàng Kiên rất là nhiều. Đây chỉ là một góc nhỏ thôi mọi người nhá. Đấy, rất nhiều. Đây chỉ là một góc nhỏ để mà
À, Hoàng Kiên để xe thôi, hiện tại là bên em còn hai cửa hàng bên kia nữa. Hiện tại đầu xe bên em nó rơi vào tầm khoảng gần 500 đầu xe cho anh em lựa chọn. Thế nên anh em nào có nhu cầu muốn mua những cái dòng xe gì mọi người cứ comment, cứ liên hệ với trực tiếp với lại bên em. Đấy, còn bên SH1 đi, xong xin phép nghỉ ra. Đây có chú Minh Anh hỏi Zin tầm 25 đến 30 triệu nhà mình có không đấy ạ? 25 đến 30 triệu là bên em có nha anh em nhá. Đấy anh em nhìn này, 25 đến 30 triệu là bên em có. Dòng Zin này, đấy, con Zin này để em kiểm tra, con này hình như có 10 có mười mấy triệu thì. Ừ, con này có mười mấy triệu. Zin nhiều lắm anh em ạ. Này mới có 16 triệu thôi này. Zin Việt anh em ạ, những chiếc Zin Việt giật đẹp này, những chiếc Dream Thái này, Dream lùn em vẫn còn dành cho anh em chở hàng vẫn còn mọi người nhá. Đấy, Zin Tem Family vẫn còn này, Zin biển 2008 cũng vẫn còn, máy còn Zin này. Đấy, vẫn còn nha anh em nhá. Anh em có thể chụp lại cái biển số xong là báo với các bạn nhân viên giúp em. Biển 89 vẫn còn, 82 vẫn còn, SH1 bản này là bản sữa này, màu đỏ. Thổ mệnh hỏa, rất là nhiều những cái mệnh. Đây, màu trắng, xe đẹp. Hàng này hàng form dáng mới nha anh em nhé. Sần kìa, SH1 sần kìa. Đấy. Đây ạ, xám sần luôn. Dream Việt Nam anh em nhé, 16 triệu Dream Việt Nam. Anh em có thể chụp lại cái biển số xe, hoặc anh em lại trực tiếp với số hotline. Rất rất nhiều những dòng xe để cho anh em lựa chọn. Đây, 81 nha anh em nhé. Bố nhà mày. Ôi, tính chân. Rồi anh em nhìn chiếc xe 81 rất nhiều luôn, tại vì mấy con 81 này là hàng đẹp đẹp thì là con này biển 20. Con 81 này là máy rất là ngon, zin luôn. Đấy, biển 20, đây 81 này. Đấy, 81 hơi 50 anh em nhé, Dream. Nhiều lắm anh em ạ, quá nhiều sự lựa chọn cho tất cả anh chị em. Anh em nào mà đang có nhu cầu mọi người có thể ở đây. Liên hệ số hotline bên em đi. Con để đấy, để đánh ra đây. À, mọi người có thể liên hệ trực tiếp với số hotline bên em hoặc là anh em vào Dream máy của Nguyên Zin bên em rất là nhiều nha mọi người nhá, nhiều sự lựa chọn cho anh em lắm. Nhưng mà thời gian thì nó cũng không có nhiều và cũng phải để sức đến ngày mai còn chiến đấu tiếp anh chị em ạ. Dạ vâng, bác nào có nhu cầu mua xe ship xe nhà cháu đều hỗ trợ luôn cho các bác nha. Về phí ship thì các bác sẽ cố gắng chịu, cháu chỉ một vài trăm thôi ạ. Rồi. Quá là nhiều đâu, các bác nào ở tỉnh xa thì phí ship sẽ cao hơn ạ. Rồi, 16 anh triệu là anh... cái con Dream Việt Nam này. Nhưng mà vâng anh ạ, em cứ chụp cho em cái biển số xong báo với các bạn nhân viên. Em cứ vào hotline, vào Zalo. Đấy, xong là anh em liên hệ trực tiếp với số với lại bên xe máy Hồng Kiên. Hoặc anh em nếu ở bên TikTok, mọi người có thể vào bên page xe máy Hoàng Kiên 52 Chùa Hà. Bên em có hai cái page, một page màu xanh và một page màu đỏ. Anh em vào bên nào cũng được, anh em theo dõi cả hai bên càng tốt mọi người nhá. Dạ vâng, chú Hậu muốn gửi xe vào Sài Gòn dạy nhà cháu gửi được luôn nha chú nhá. Nếu mà chú thích em nào này có thể chốt cọc xe nhà cháu. Nhà cháu sẽ bố trí xe tầm khoảng một tuần là các bác có thể nhận đến xe rồi ạ. Nếu mà gần gần thì vài ngày là nhận được rồi ạ. Đây. Rồi anh em nhìn thấy sau mỗi người bảo em là sau một cái cuộc live stream là trong trong em thân tàn ma dại. Bình thường lúc bắt đầu live stream thì rực rỡ lắm, cũng trang điểm tí phấn tí son lên xong bắt đầu xong sau cái cuộc live stream là thứ nhất là quần áo tệ tai, thứ hai là mồ hôi nó đầm đìa. Thực ra là trong cái công việc khi mình đã tâm huyết với công việc mình, em nói thật là em đã tâm huyết với công việc, em không quan tâm đến bên ngoài nên là dạ, khi vâng xong là bắt đầu là hơi bị mất mát một xíu nè. Em mong cuối chầu live rồi các bác ạ. Minh Anh ơi, bác muốn mua xe gym này, anh Minh Anh muốn mua xe gym này có thể liên hệ số hotline giúp em nhanh nha. Rồi anh em gửi tất cả các tỉnh nha anh em nhá. Anh em là cứ có nhu cầu là bên Hoàng Kiên phục vụ tất cả chị em từ giá dao động từ 3-4 triệu trở lên, nó phải phụ thuộc vào tầm tiền mọi người nhá. Mong tất cả anh chị em là đang có nhu cầu mọi người có thể inbox trực tiếp cho bên xe máy Hoàng Kiên. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều, cũng buổi tối rồi, cho phép em muộn muộn rồi, cho phép em và Minh Huệ xin phép xuống live, hẹn vào buổi live ngày hôm sau. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều nhá. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.